Hello anh em, nay có anh khách chạy chiếc mô tô lại shop mình để sửa cái đồng hồ nha. Đây là mẫu xe Kawasaki. Mà đây là dòng xe Kawasaki gì thì mình cũng không có rành lắm. Thì anh em nào biết thì comment cho mình biết được cái loại xe này nha. Thì tình trạng cái xe này là bị cháy phim cái màn hình. Thì bên mình tiến hành tháo ra. Và đây là khi mình tháo ra cái đồng hồ rồi nè. Thì cái màn hình nó đã bị cháy phim rồi. Thì bên mình sẽ tiến hành tháo ra và thay một cái lớp phim mới. Cái đồng hồ này tháo ra cũng khá là vất vả nha mọi người. Một phần ốc nó đã bị sét nên cũng mình phải cắt ra mới được. Rồi sau khi tháo ra rồi mình tiến hành lò bỏ cái lớp phim nha. Và tẩy sạch keo nền trên cái màn hình đó. Và mình sẽ thay một cái lớp phim mới. Lớp phim này như zin của nguyên bản của cái đồng hồ. Rồi giờ tiến hành là lắp lại và test thử. Màn hình đã hiển thị. Bây giờ tiến hành lắp lại và test lại các chức năng nữa. Và bây giờ đồng hồ đã hiển thị bình thường. Và cảm ơn anh trai nhiều nha.